choảng nhau với hàn tư cổ bùi lăng không hề tỏ ra kém cạnh một chút nào hai người dùng thủ pháp của bản thân đều vô cùng điêu luyện hàn tư cổ hắn ta luồn một tay ra sau vận chiêu gì đó từ phía sau cụ bùi lăng cả tá ảnh kiếm đang chăm chăm hướng về phía của cậu nhưng đây sao có thể nào làm khó được bùi lăng chứ cậu đơn giản chỉ là rượt nhẹ một chút thì có thể né được rồi bùi lăng sử dụng đến huyết quỷ độn pháp nhanh chóng quay lại để phản kích hàn tư cổ không ngờ cậu lại có được độn pháp của nội môn đâu chỉ có như thế bùi lăng còn tiếp tục sử dụng huyết sát đao pháp lao lên với yểm sinh đao một chặt nhẹ nhàng đã có thể chặt đứt kiếm của hàn tư cổ bản thân của hắn ta cũng bị chém cho một vết dài trên người cố gượng hắn ta phản kích ra một chạm tới bùi lăng mặc dù là đỡ được nhưng công kích quá lớn thôi cũng chỉ có thể là né ra đòn đánh cắm xuống làm mặt đất bị phá hủy bùi lăng thầm nghĩ hàn tư cổ này bị thương hơn nữa còn chưa hoàn thành được thiên đạo trúc cơ lại có thực lực mạnh như vậy lỡ như hắn che giấu mấy sát chiêu thì không ổn rồi không thể cứ đánh trực diện được hàn tư cổ cũng ia à là rén trước thanh niên kia ngọc cốt cực phẩm đạo pháp của nội môn tiểu tử trước mặt chính là thiên kiều của thánh tông sao nếu như ở thời kỳ đỉnh phong thì thôi đi bây giờ đang bị lép vế cả hai người tức thì gọi huyết hà kiếm nhanh đến trợ giúp huyết hà lúc này cũng hoa mắt chóng mặt không phân biệt được thật sự ở đây ai mới là chủ nhân của nó chứ nên đi giúp ai đây hàn tư cổ cố gắng khơi gợi lại ký ức thì bùi lăng đã gạt phát đi huyết hà chú quỷ sở hữu tất cả ký ức của ta đừng bị những lời quỷ quái của hắn dụ dỗ hãy mau đưa ra lựa chọn từ chính bản thân của ngươi bùi lăng đến bước này thì cũng thủ sẵn bùa tẩu thoát của trịnh ta cưa đưa cho với tỷ suất 50 50 nếu huyết hà chọn sai thì phải chuồn lẹ huyết hà đỏ mắt lên đưa ra lựa chọn nó nhanh chóng lao đến một trong hai người chủ nhân ta đến rồi đây cả hai người đều rất kinh ngạc bùi lăng thì lo lắng thực sự là đi rồi sao hàn tư cổ cũng cho rằng huyết hà đã nhận ra hắn nhưng không phi kiếm này thiểu năng hơn hệ thống của bùi lăng nhiều trực tiếp nó đâm thẳng lên ngực của hàn tư cổ bùi lăng cũng đến cạn lời ngu gì mà giữ vậy trời sau khi ra tay huyết hà còn ung dung chỉ là chú quỷ mà cũng muốn mô phỏng chủ nhân để lừa ta sao đột nhiên thì huyết hà cảm thấy không ổn tí nào bản thân nó không thể nào nhúc nhích được nữa nó rơi xuống đất cái keng hàn tư cổ nhặt huyết hà lên mà nói bổn mệnh phi kiếm có liên kết mạch máu cùng với chủ nhân chủ nhân chết phi kiếm cũng không thể hành động ngươi làm cái gì vậy đừng động vào ta lúc này huyết hà kiếm sau khi tiếp xúc với hàn tư cổ thì nó mới nhận ra sai lầm nói nhớ lại cảm giác ký ức tung hoành cùng với hàn tư cổ nhưng nếu bây giờ đã nhận ra thì cũng muộn rồi nãy đâm xong còn hăng máu tự đắc lắm cơ mà Hàn Tư Cổ biết mình không xong hắn chỉ muốn biết tại sao tại sao mà Bùi Lăng lại ngăn cản hắn luyện thành thiên đạo trúc cơ chứ Bùi Lăng chỉ nhẹ nhàng đáp lại Hàn sư huynh từ trước tới nay ta chưa từng nghĩ qua sẽ cản ngươi Hàn sư huynh ạ nguyên nhân ngươi thất bại chỉ có một rất đơn giản là ngươi không nên chọc vào ta Hàn Tư Cổ không còn gì để mất hắn cam tâm chịu chết Bùi Lăng giơ yểm sinh đao lên chuẩn bị kết liễu Hàn Tư Cổ sau nhát đao vừa rồi Bùi Lăng đã hoàn toàn tiễn Hàn Tư Cổ đi xa thêm một đoạn đường rồi quay trở lại giếng cổ lúc này tố đài cũng đang dần bỏ lên hai người hội ngộ gặp lại nhau bùi lăng hỏi han vị sư tỷ này sao lại qua đây rồi tố đài lúc này chẳng nhớ gì hết lẽ nào là mất đi ký ức sao cô chỉ biết là rất sợ nên đi tìm bùi lăng bùi lăng tận dụng cơ hội chiếm ít tiện nghi ôm tố đài vào lòng sư tỷ đừng sợ tất cả kết thúc rồi bên phía rừng hoa lê mấy người trương thạc hàn tư cổ đường nam trai bây giờ chỉ còn lại là bia đá hai người bùi lăng đã chôn cất họ ở rừng hoa lê này nhưng mà tưởng người tốt thế nào chứ hóa ra là tên bùi lăng này làm màu huyết hà kiếm mất đi linh tính phương pháp thiên đạo trúc cơ túi chữ vật của các đồng môn sư huynh đệ chết sớm siêu sinh sớm các sư huynh sư tỷ lên đường bình an di vật của mọi người cứ để bùi lăng lo tố đài dường như còn chẳng thể nhớ được mấy người này nữa bùi lăng chỉ nói họ là đồng môn của chúng ta hy sinh ở trong sơn trang hàn thị vậy thì hàn thị sơn trang này chính là một nơi vô cùng nguy hiểm sao đột nhiên bùi lăng cảm thấy bất ổn sau lưng quay lại thì không ai khác chính là giảo nghệ thôi thì giảo nghệ mặc áo buồn cười quá đi không ngờ là nữ quỷ này vẫn luôn ở đây à, Bùi công tử đã lâu không gặp, thần hồn của nữ tu này bị thương nặng khó mà trị khỏi, quên đi tất cả tin tức có liên quan tới Thiên Đạo Trúc Cơ, ngược lại là bớt đi một chút sức lực của ta, thì ra là thần hồn bị thương nặng bảo sao luôn trong bộ dạng ngốc nghếch, Bùi Lăng từ trong người móc ra Thiên Đạo Trúc Cơ, cậu nói với Giảo Nghệ, à đúng rồi đây là phương pháp Thiên Đạo Trúc Cơ mà ta lấy được trong chuyến đi, làm phiền Giảo Nghệ cô nương thay ta tặng lại cho sư tỷ tỷ ấy nhất định sẽ thích giảo nghệ hỏi bùi lăng ba tháng sau có thi đấu ngoại môn ngươi phải lấy được hạng nhất người giành được hạng nhất của thi đấu ngoại môn sẽ có tư cách lựa chọn chân truyền để chỉ điểm trước đám đông sau khi giành được chiến thắng ngươi có thể chọn chủ nhân và dâng lên thiên đạo trúc cơ trước đám đông đây là cơ hội tốt để có thể làm vang danh chủ nhân lấy được tình cảm của chủ nhân thế rồi giảo nghệ thi triển một chút pháp lực kêu hai người đi thôi cô sẽ đưa hai người trở về tông nhược tú phong ở gần động của kim tố miên nhiệm vụ lần này chỉ có cậu và tố đài sư tỷ còn sống sót, bỏ đi 10% của sư tỷ cũng coi như thu hoạch đủ 9.000 linh thạch, cũng coi như là một số thu thập khá cao rồi, nhớ lại đoạn ký ức đó, bùi sư đệ, may mà có đệ ta mới có thể ra khỏi sơn trang hàn thị, tố miên có thể tìm được một người chồng tốt như vậy, thật sự là có phúc cho mỗi ấy rồi. Bùi lăng nghĩ lại là sư tỷ đó bây giờ có ngốc đi một chút nhưng cảm giác là không có vấn đề, kết thúc hoàn mỹ, thình linh bắt gặp thứ gì đó khiến cho bùi lăng chấn kinh, là đường sư tỷ cô ấy đang đi tìm người khiếm nhã sỉ nhục tố miên để băm ra thành trăm mảnh nhìn thấy người còn đang đi tìm mình tính sổ bùi lăng sợ hãi sau lùm cây cậu phải bịt miệng lại để không phát ra tiếng động nào lần này thì trịnh ta cưa không biết có gánh được không nữa nhất định phải đi tìm trịnh ta cưa trước nếu không thì khó rồi bùi lăng tức tốc chạy đến khô lan tiểu viện cậu đập cửa liên hồi gấp gáp trịnh sư huynh trịnh sư huynh mở cửa đi mở cửa ra anh trịnh cũng rất niềm nở khi thấy bùi lăng hay hay là bùi sư đệ đó sao đúng lúc ta đang muốn tìm ngươi đây trịnh ta cưa nắm lấy tay của bùi lăng mà kéo vào Trịnh sư huynh ta đang có chuyện vô cùng khẩn cấp muốn thông báo cho huynh biết, trời ơi chuyện vô cùng khẩn cấp gì chứ, không cần lo lắng về số tiền phạt của ngươi nữa, có chuyện gì mà gấp hơn được cứ vào đây, trịnh sư huynh khoác vai thằng tiểu đệ, mà không biết tình cảm của họ tốt lên từ bao giờ, ta biết là ngươi rất vội, sư huynh có một tin tốt nghe xong chắc chắn ngươi sẽ không còn gấp nữa, chuyện gì tốt vậy, ta đem tôi cốt đan cực phẩm nhà ngươi luyện xong đi đến vạn hủy hải, để ta nói cho ngươi biến, tán tu ở đó người này ra tay rất hào phóng hơn người kia, chuyến đi này ngươi có thể được chia 20 vạn he he sư huynh ta còn đặc biệt dùng 20 vạn mua loại đan phương ngọc đan thượng phẩm và đan phương thiên đạo trúc cơ thứ này rất là đáng giá tu sĩ bình thường muốn trúc cơ đan đều phải liều mạng ngươi chỉ tùy ý luyện tu sĩ cũng phải gọi ngươi là ba nữa đó bùi lăng nhận lấy đồ mặt mày không có chút niềm vui nào dù sao thì đồ này cậu đâu có thiếu cảm ơn trịnh sư huynh vậy phần linh thạch của ta đâu rồi còn phải hỏi nữa trịnh ta cưa vỗ vai thẳng đệ cười phá lên đương nhiên là mua bằng tiền của ngươi rồi nhưng mà sư huynh cũng đã bỏ thêm một ít vào đó ngươi không cần trả lại đâu Bùi Lăng trong lòng đang chửi thầm phá ra chỉ tử nhà anh, anh Trịnh lúc này mới hỏi Bùi Lăng chuyện khẩn cấp mà định nói là gì. Thiên Tinh lúc này gấp gáo chạy vào kêu Trịnh Mạch chủ không ổn rồi, kim mạch chủ của Thạch Cảnh mạch đang còn đi về hướng của Khôn Lan viện, nhìn như là muốn gây phiền phức. Bùi Lăng không ngờ người lại đến nhanh như vậy, Trịnh Kinh Sơn thì tâm trạng trở nên lo lắng, à đàn bà này lại muốn làm gì nữa chứ, không phải là hắn đã bồi thường hàn túy hỏa cho cô ta rồi sao? Có đồ ngon thì ăn một mình, ra đường chọc chó hô to ta là Trịnh Kinh Sơn, nhanh chóng Bùi Lăng tỉnh cờ té lệ bằng cửa sau. Bùi Lăng chạy đi như một cơn gió, Trịnh Kinh Sơn còn cho rằng tiểu tử này càng lúc càng hiểu chuyện nữa chứ, đệ tử của hắn nếu như có thể giống Bùi Lăng thì bớt lo rồi, chắc là bớt lo đấy, người cũng đã đến cánh cổ của, của tiểu viện Khô Lan cũng bị đá tung rồi, Trịnh Kinh Sơn kinh ngạc sao lần này lại dữ dằn quá vậy, Đường Sư tỷ lửa giận phừng phừng chống hông gọi tên Trịnh Kinh Sơn, nhìn bên góc thì thấy Thiên Tinh đã nhanh chuẩn lẹ, anh Trịnh thấy người mạnh bạo quá cũng lớn giọng, à đàn bà này có gì thì từ từ nói, lại đá vào cửa Khô Lan tiểu viện ta làm cái gì? không lằng ngoằng đường sư tỷ đã vào trạng thái chiến đấu, trực tiếp đem một quyền tác động lên vết thương còn chưa khỏi của anh Trịnh, sau đó thì là mấy màn băm như băm trả của đường sư tỷ, mấy ngày hôm nay không bị đánh nên ngứa ngay lắm rồi đúng không, ta xem thứ chó chết ngươi còn dám phái đệ tử, đến làm nhục em họ của ta nữa không, Trịnh Kinh Sơn uất ức là tên chó nào đang chơi hắn chứ, còn ai nữa hí hí, lúc này Bùi Lăng đã ra ngoài phố rồi, Bùi Lăng đi bán hết đống di vật sau chuyến đi Hàn Thị kia, sau đó là đi nộp tiền phạt, tiếp đến là đi mua cho mình một biệt phủ riêng nữa chứ. Nhìn cơ ngơi rộng lớn thế này thì Bùi Lăng chính thức bước sang trang sử mới rồi, cuộc đời của Bùi Lăng bây giờ được tái hiện chỉ một từ thôi sướng, nhưng mà mỏ Bùi Lăng hỗn nhưng tâm Bùi Lăng cũng tệ, cậu còn lo lắng cho Trịnh Kinh Sơn có lẽ không sao đâu, nếu như chết rồi thì không ai giúp đi bán đan hữa, nhưng mà thôi quản làm gì Trịnh Kinh Sơn ngày nào cũng bị đánh, nói không chừng còn có thể luyện được thiết cốt thần công, có lẽ còn phải đi cảm ơn mới đúng. Lúc này Đường Sư tỷ lấy bùa liên lạc ra gọi cho Tố Miên, còn anh Trịnh đã bị đánh cho ngồi co do một góc rồi, bên này tố miên đã nghe liên lạc cô hỏi đường sư tỷ tên khốn kiếp hôm đó làm nhục muội đã có tung tích chưa là một đệ tử luyện khí tầng 8 do trịnh kinh sơn giới thiệu nhập tông tên bùi lăng chuyện phiền phúc là lệ chân truyền hình như cũng có ý muốn bồi dưỡng bùi lăng này đường tỷ hết cách rồi chỉ có thể giáo huấn trịnh kinh sơn thôi lệ chân truyền thế phải làm sao vừa trà đạp lên anh trịnh đường sư tỷ vừa nói trong mắt của lệ chân truyền không chưa phế vật nếu như muội có thể đường đường chính chính đánh bại được bùi lăng đó cô ta nhất định sẽ không nhúng tay vào tiếng của trịnh ta cưa hét vang vọng qua bên này tỷ thí ngoại môn 3 tháng sau chính là cơ hội báo thủ tốt nhất để cho muội. Tố Miên cũng gật đầu, ta biết rồi Đường tỷ, khoảng thời gian này ta phải chăm chỉ tu luyện nhất định phải chút cơn giận này. Tố Đài đi đến thăm Tố Miên rồi, vừa đến Tố Đài đã khen Kim sư muội, có thể tìm thấy được Bùi Lăng một đạo lữ tốt, chuyện này đúng là may mắn thật. Sơn Trang Hàn thị lần này may mà có Bùi Lăng nên ta mới thoát được một kiếp. Tố Miên đỏ mặt chẳng hiểu gì, Bùi sư đệ đạo lữ ý tỷ chỉ là con giả ngốc sao, còn không phải là Bùi Lăng Bùi sư đệ sao? Chúng ta là tỷ muội tốt muội có gì phải giấu? đời ngày hai người kết hôn, đừng quên thông báo cho sư tỷ đến uống rượu mừng nhé. Vừa thẹn vừa cay khi bị hiểu lầm tố miên thể không đội trời chung với bùi lăng. Nhưng mấy ai nói câu đấy mà không phải lòng chứ ha ha. Một tháng su tại biệt viện Lan Xuân, bùi lăng cũng đã hoàn thành một lần tu luyện mới. Thực lực của bùi lăng hiện tại đã là luyện khí tầng 9 ngọc cốt đại thành. Đến lượt tu vi cũng đủ rồi nên luyện công pháp. Trước đây từ Sơn Trang Hàn Thị trộm được không ít công pháp xem có thể dùng được không. Hai nữ quỷ lệ tiên tử đó có tu vi thâm sâu khó đoán được có lẽ mình cũng nên bồi dưỡng ra một nữ quỷ độc quyền cho bản thân, sau này khi bị cầu hệ thống chơi còn có thể xài được. Nghĩ làm luôn Bùi Lăng tu luyện công pháp ngự quỷ thuật, cậu bắt đầu tu luyện chiêu hoán ra một tiểu quỷ cho bản thân, từ từ một nữ quỷ cũng bắt đầu xuất hiện, nhìn vóc dáng xem chừng cỡ ngang với một tiểu động 16 tuổi gì đó, Bùi Lăng gãi gãi cái mặt nhìn hình như không mạnh lắm thì phải, thôi thì kệ cứ từ từ đã. Bùi Lăng lệnh cho nữ quỷ kia đi quét dọn cả biệt viện Xuân Lan một chút, cất hết đồ vào trong người Bùi Lăng dự tính đến bước tiếp theo rồi với tư cách là một đại gia bây giờ bùi lăng phải đi tìm trịnh ta cưa đem bán đi số đan dược mới luyện gần đây thôi đứng trước cánh cửa của khô lan tiểu viện nhìn cánh cửa cũng đã nát đi nhiều rồi đẩy cửa ló vào bùi lăng hỏi thiên tinh đang quét dọn cậu đến tìm trịnh sư huynh thiên tinh kêu bùi lăng đi theo cô ấy nhưng sao nhìn mặt giống như đang có tâm sự thế không lẽ trịnh ta cưa thật sự là đi chầu ông bà ông vải rồi sao trong phòng trịnh kinh sơn còn đang nằm trên giường hắn cứ như bị khờ đi vậy cứ cười hì hì khà khà lên thôi bùi lăng lo lắng không lẽ là bị đánh đến ngu luôn rồi Trịnh sư huynh bị cái gì vậy? Ta cũng không biết, từ sau lần mạch chủ và kim mạch chủ giao thủ, thì vẫn luôn ở bộ dạng như vậy. Đột nhiên thì trịnh kinh sơm trừng mắt lại, hắn vội chụp lấy bùi lăng mà hỏi tội. Này nhóc lần này ngươi giải thích kiểu gì đây? Bùi lăng lấy lời giải thích từ trong áo ra, trịnh sư huynh bớt giận. Đây là trúc cơ đan và trùng ngọc đan cực phẩm mà ta mới luyện chế xong. Nhận lấy đồ anh trịnh cũng nhắm mắt cho qua, lần sau không được làm vậy nữa. Nếu còn gây rắc rối cho lão tử sư tỷ cũng không bảo vệ được ngươi, Trịnh sư huynh, nếu như huynh bình thường tại sao lại còn phải giả ngu làm gì chứ? Trước câu hỏi ngu người anh Trịnh cốc lõm đầu bùi lăng, tiểu tử thối ngươi còn có mặt mũi nhắc đến sao? Còn không phải đều là họa do ngươi gây ra à? Nếu ta không giả ngu, thì à đàn bà điên đó có thể dễ dàng tha cho lão tử sao? Trịnh ta cưa sách lấy cây nặng bên góc ra, vừa chống nặng đi Trịnh Kinh Sơn vừa dặn ta sẽ đi tới vạn hủy hai lần nữa. Tiểu tử ngươi đừng có gây rắc rối gì cho ta nữa đấy. À, phải rồi nếu tính thời gian, trận đấu ngoại môn cũng sắp đến rồi, ngươi đừng quên đi báo danh đấy anh trịnh không nhắc mùi lăng cũng tí thì quên bém đi mất giảo nghệ cũng nói rồi nhất định phải lấy được hạng nhất trong đấu ngoại môn trịnh sư huynh hạng nhát trong trận đấu ngoại môn có phần thưởng gì vậy phần thưởng rất phong phú đấy giống như đan dược cực phẩm các loại thiên tài địa bảo ngũ hành tinh phách gì đó phần thưởng nhiều đến mức túi chữ vật của ngươi cũng không chứa nổi nhưng mà ngươi cũng đừng ảo tưởng trận đấu ngoại môn không có đơn giản như vậy đâu năm đó đến ngay cả sư huynh cũng chỉ miễn cưỡng lọt vào trước top người thôi thiên kiêu của ngoại môn là vô số Miêu Thành An trước đây người giết đến ngay cả sách dép cũng không có tư cách. Trịnh Kinh Sơn vẫy tay thân chào tiểu đệ báo quá báo, nói chung ngươi hãy chuẩn bị cho tốt một chút, cho dù thứ tự có tệ hơn sư huynh cũng sẽ không trách ngươi đâu, ngươi chỉ cần luyện đan cho tốt là được rồi. Vừa mới thân chào tạm biệt xong thì tiếng của Trịnh Kinh Sơn đã la oai oái lên rồi. Trịnh Kinh Sơn cái quần quẻ nhà ngươi quả nhiên là đang giả điên giả khùng, xem lão nương xử lý ngươi làm sao, đúng là một sư huynh ác với thiên hạ nhưng lại không dám mẩn thằng tiểu đệ. Bùi Lăng nghe xong thì lặng lặng hỏi Thiên Tinh cửa sau ở đâu đưa cậu đi ngay cậu cần chuẩn bị cho trận đấu ngoại môn, mình là HM Kagori Review chuyện tranh, hãy ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất, tập 86 đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.